Cả các bạn đây chính là mấy cái cô gà. Cô gà vàng nè, cô gà đỏ nè. Bây giờ chúng ta sẽ thử ăn bịch màu vàng trước. So sánh vị. Ăn đi. Sao? Cứng. Cứng. Rồi tiếp theo bịch màu đỏ. Không ngon. Không ngon. Không ngon các bạn. Rồi sau đó tiếp theo là bịch màu đỏ. Đây chính là bịch màu đỏ khô gà. Phải ăn đi. Đây khoảng cách khác. Quyết định. Có ớt tỏi nha. Ngon không? Ngon. Béo béo. Cay cay. Ăn đi. Đâu? Từ từ. Đi ăn ngon ngon. Vậy bạn muốn đặt hàng nào?